Thưa quý vị, chiều nay, công ty cổ phần y e dược phẩm Vinmedimed chính thức khai trương Trung tâm phân phối dược phẩm Vinmedimed Đà Nẵng tại địa chỉ 93 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Đến dự và động viên đơn vị có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã tham quan và được doanh nghiệp giới thiệu khái quát về mô hình và cách thức hoạt động của Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimed Đà Nẵng. Đây là mô hình kết hợp hài hòa các hoạt động khám bệnh, kê đơn tư vấn chăm sóc, hướng dẫn đối với người bệnh, theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với mô hình bệnh tật của 26 nhóm bệnh, tương đương với 26 nhóm thuốc, theo tác dụng dược lý và chi phí về thuốc dùng điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt, người dân có thể thực hiện giao dịch trực tuyến, lựa chọn các sản phẩm thuốc uy tín trong và ngoài nước thông qua website thương mại điện tử vietfarm.com.vn cũng như ứng dụng Vime Mobile App. Nhân dịp này, công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimed hỗ trợ xây dựng mô hình nhà thuốc cho Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sáng Nhi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Sơn Trà. Đồng thời, Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimed Đà Nẵng cũng sẽ là đơn vị cung ứng thuốc theo hợp đồng cho nhà thuốc các bệnh viện này thời gian tới.